Trước tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng gia tăng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội hiện đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tăng cường hoạt động kiểm tra giữa kỳ phương tiện đối với xe buýt ở tất cả các bến xe. Việc kiểm tra đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả, nhận thức cho doanh nghiệp lái xe trong việc bảo trì, bảo dưỡng phương tiện. Ghi nhận của VTC 14. Những chiếc xe buýt khi vào điểm đỗ xe khách thuộc bến xe khách nước ngầm thành phố Hà Nội đều được kiểm tra đo khí thải. Các xe vượt quá tiêu chuẩn, vi phạm sẽ bị dừng hoạt động. Theo đánh giá của các đăng kiểm viên, tình trạng xe buýt vi phạm khí thải hiện đã giảm nhiều so với thời gian trước. Cái công việc này chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm ngặt để kiểm đảm bảo là những phương tiện không vượt quá những tiêu chuẩn đã đề ra theo quy định. Và nếu mà phát hiện trường hợp nào mà có lượng khí thải vượt quá mức tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ thông báo để Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có vấn biện pháp xử lý. Còn theo các lái xe, việc kiểm tra khí thải giữa kỳ đối với xe buýt là việc làm thiết thực, nhiều ý nghĩa để nâng cao chất lượng phương tiện cũng như chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó là hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn, tai nạn giao thông. Như tôi nghĩ thì đấy cũng là một cái điều tốt cho tất cả các doanh nghiệp vì nó sẽ đảm bảo được cái phương tiện của mình nó có chất lượng hay không để phục vụ khách hàng và nó đảm bảo an toàn cho chính cái bản thân cái người tham gia giao thông trong cái chuyến xe đấy, bao gồm cả tôi và hành khách trên xe và mọi người cùng tham gia giao thông trong cái quá trình đấy. Với cái lưu lượng xe của lưu thông ở trên thành phố như này thì cái lượng khí thải ra vẫn rất nhiều. Nhưng mà nói chung là mấy năm trở lại đây thì cái chất lượng phương tiện nó được nâng cao, cũng giảm tải được cái khí thải cho thành phố. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, trong dịp này sẽ kiểm tra hàng ngày về khí thải xe buýt tại 100% các bến xe trên địa bàn. Những phương tiện bị nghi ngờ có dấu hiệu không đạt chuẩn khí thải sẽ bị kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thông báo xe vi phạm về đơn vị quản lý. Những cái đợt kiểm tra như thế này là cũng là một trong những cái hình thức để nhắc nhở các doanh nghiệp là phải tăng cường cái công tác kiểm tra bảo dưỡng, chăm lo đến cái chất lượng của phương tiện khi tham gia giao thông. Thì từ những cái đợt kiểm tra như thế này thì các doanh nghiệp sẽ tập trung vào về cái vấn đề bảo dưỡng và bảo trì các phương tiện để thường xuyên đưa vào xưởng để khắc phục những cái tiêu chuẩn mà nó chưa đạt được theo quy định để khi tham gia giao thông. Ô nhiễm khí thải liên quan tới phương tiện giao thông ở Hà Nội hiện đang đặt thành phố vào tình trạng báo động, đặc biệt là việc quản lý, giám sát chặt chẽ giữa kỳ đối với phương tiện giao thông, đặc biệt là loại hình vận tải công cộng. Hoạt động này cũng chỉ thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp lái xe đều ý thức được việc duy tu, bảo dưỡng phương tiện là cần thiết, quan trọng trong kinh doanh, sản xuất.